được biết tới là giọng bass hàng đầu Việt Nam, nhưng trong album những bản tình ca đỏ, nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng lại chú trọng thể hiện bằng chiều sâu âm nhạc chứ không phải bằng kỹ thuật opera. Giọng hát hào sảng, trầm dày quen thuộc bỗng trở nên nhẹ nhàng trữ tình, tạo cảm giác gần gũi hơn. Không những thế, với lợi thế đã từng là một nghệ sĩ hát chèo, nên Quốc Hưng đã tạo dấu ấn riêng cho mình. Lựa chọn cách thể hiện ấm áp và cao trào ở những điểm hợp lý, nên nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng đã hướng tới một phong cách phối khí trẻ trung nhưng vẫn sang trọng trong từng ca khúc. Tranh vách mới nơi ấy có cánh đồng mênh mông ngát hương, mùa lúa chiếc tiếng hát vang khắp đường. Nhà anh có đàn em, mặt ngây thơ má hồng, những chiều ngồi hát vui trên mình em bé dắt châu về. Gia đình làng mạc yên ấm, tăng gia cây cây đời đời thanh bình. Nhà anh hai nếp vừa sinh, đêm trăng lên cao rọi chiếu sáng mặt sân góc vườn. Ngồi nghe tiếng hát
lên từ xóm giếng làng bên, lọt qua vườn dâu bãi mía. Em gái bên làng giềng đêm đêm kéo tơ, vụt nhớ có phút mến thương anh chàng trai xưa. Mùa thu một năm nào, em gái tiễn chàng trai gia linh, cầm tay mà không nói đi nhưng lòng vẫn vương, nhìn quê hương xa xa bao dặm đường. Chiến chiến mắt quay về xóm cũ làng xưa, chiều lên mơ trong khói xuống. Nơi ấy nay vẫn còn ánh nắng thắm tươi đang chờ